Mời các bạn đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Của tác giả Nhục bao bất cật nhục Trên kênh audio kể chuyện đêm khuya Nguồn Nhất Diệp Chi Chu Chương 103 Sư tôn Ta tới tìm người Hóa ra là thế Đổ nhi Mặc nhiên không thể ngờ tới Cao tăng quỷ người khó phân trước mắt này Lại là ân sư thụ nghiệp của sở vãn ninh Nhất thời không nói nên lời Ngược lại sư muội phản ứng nhanh hơn Y lập tức trang nghiêm hành đại lễ Nghiêm nghị nói Chưa từng ngờ tới đại sư lại có quan hệ với tiên sư như thế Vãn bối bái kiến hoài tội sư tổ Hoài tội đại sư lại nói Đừng gọi sư tổ sở vãn ninh đã bị trục xuất khỏi sư môn của bần tăng lâu rồi. a à, sư muội cũng hơi mở to mắt, càng giật mình. chuyện này tính y trời sinh cẩn thận, tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng thấy trong vẻ mặt của hoài tội đại sư có tia buồn nhàn nhạt, nhạt, đã biết người ta không muốn nói thêm nên cũng không hỏi tiếp. nhưng tâm tư mặc nhiên đâu ở đây, lòng hắn nóng như lửa đốt vội vàng nói đại sư ông vừa mới bảo ông tới vì sư tôn vậy ông ông có cách giúp sư tôn hồi hồn a à nhiên có phải ông có cách giúp người hồi hồn không ông đừng đùa ta ông có phải có phải máu hắn chảy dần dật thêm mấy ngày mệt mỏi nhất thời đầu váng mắt hoa nửa lời còn lại nghẹn trong cổ nói không nên lời hốc mắt ửng đỏ hoài tội đại sư thở dài mặc thí chủ tự bảo trọng đúng lão tăng thật sự vì vậy mới tới sắc mặt mặc nhiên vốn tái nhợt như giấy. Nghe vậy, đột nhiên, ửng một tầng huyết sắc. Hắn nhìn hoài tội đại sư chàm chàm, môi tái nhợt, run rẩy nói, ông, ông lại, thật sự. Lão Tăng đêm khuya tới thăm, cũng không phải vì trêu đùa hai vị thí chủ. Mặc nhiên còn muốn nói thêm gì nữa, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể khàn khàn nghẹn ngào. Lặng im thật lâu, hoài tội đại sư mới nói, thuật trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, cực kỳ khốn khổ, nếu không phải lão tăng nợ sở tông sư quá nhiều Cũng không tùy tiện làm vậy Đến thăm tử sinh đỉnh Cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay mới làm vậy Nghịch thiên cải mệnh Mặc nhiên lẩm bẩm Nhấm nháp bốn chữ này giữa răng môi Sau đó sầu thảm nói Nghịch thiên cải mệnh Đến ác nhân như ta Cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh Người tốt như y Sao lại có thể không có Hắn giờ đã gần như điên cuồng Nên lỡ nói chuyện mình nghịch thiên cải mệnh may mà mơ hồ cũng không ai nghe ra trong lời hắn nói có ý mình cũng trọng sinh sư muội nói sư tổ nếu nghịch thiên cải mệnh thì cấm thuật trọng sinh sẽ rất khó thi triển cũng chưa chắc có thể thành công đúng không không sai hoài tội nói thuật này người thực hiện không chỉ có kẻ thi thuật cùng người chết còn cần phải có người đi tìm hồn phách người chết đường trọng sinh khó khăn chỉ cần vô ý chút xếp vạn kiếp bất phục hồn phi phách tạn. Nên lão tăng tới đây cũng không muốn làm phiền người khác. Chỉ hỏi ba vị đệ tử của sở tông sư, nếu các ngươi không muốn vị y vượt lửa lội sông, chịu nguy hiểm này, vậy lão tăng mở pháp môn trọng sinh, sở vãn ninh cũng chẳng thể về. Kỳ thật hoài tội có nói lời này hay không, mặc nhiên cũng đoán được 8, 9 phần 10 rồi. Tam đại cấm thuật sở dĩ là cấm thuật vì sẽ cần một vài điều mà cấm thuật bình thường không có cũng sẽ không như thuật pháp bình thường, chẳng cần mạo hiểm. Trong lòng hắn vốn đã có phán đoán sáng suốt, kiếp trước hắn vì sư muội có thể không cần mạng mình, đời này để báo ân tình của Sở Vãn Ninh, hắn cũng không do dự. Mặc nhiên có tim, chẳng qua đời trước hắn chưa từng chịu chia trái tim mình ra cho Sở Vãn Ninh một chút. Dưới ánh nến, hắn nhìn mặt hoài tội đại sư, nói Đại sư không cần hỏi lại tiết mông Sư tôn vốn vì ta mà chết Chuyện này không cần liên lụy người khác nếu thi thuật có gì khó khăn, mặc nhiên nguyện dốc hết sức nhận lời. A nhiên, sư muội thì thảo, sau đó quay đầu sang hỏi hoài tội. Sư tổ nói quá lời rồi, không biết cái gọi là kiếp nạn sẽ thế nào? Hoài tội nói, tuy mặc thí chủ nguyện tự mình gánh vác, có điều bước đầu của thuật pháp, càng nhiều người nguyện hiến thân càng dễ thành công. Vẫn nên chờ tiết thí chủ tới, lão tăng lại nói rõ với các ngươi. Lão tăng khi lên núi đã nhờ người đi mời cậu ấy rồi. Ông dừng một chút lại cười nhạt với sư muội. Còn nữa, nhớ đừng gọi Lão Tăng là sư tổ. Khi nãy đã nói, Lão Tăng không còn may mắn được làm sư tôn của sở tông sư nữa. Mặc nhiên giờ phút này cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh lại, liền hỏi. Đại sư năm đó, vì sao trục xuất sư tôn ra khỏi sư môn? Sư muội không biết nên nói gì. À nhiên, không sao, cũng chẳng có gì. Hoài tội thở dài. Khi bần tăng còn trẻ, được nhiều ân nhân quan tâm, nhưng ân nhân mệnh đoàn Trong một kiếp nạn vì bảo hộ ba tánh Mà hồn phi phách tán Trăm năm qua đi bần tăng mỗi ngày đều nhớ tới Vẫn lo sợ bất an Nên ta có ra một luật trong môn hạ Trong đó nặng nhất là đệ tử Phải dốc lòng tu hành Chưa thành chính quả Phải đoạn tuyệt mọi chuyện trong hồng trần Không nhúng tay vào phàm tục Tránh gặp chuyện hại mạng mình Mặc nhiên cay đắng suy nghĩ hồi lâu Nói sư tôn không làm được Đúng thế Hoài tội cười khổ tiểu đồ kia của ta tính giống hệt ân công ta y sống trong chùa tới khi thiếu niên tuy chưa thành chính quả nhưng thiên tư cực kỳ cao đáng ra phải sống bình yên tới khi phi thăng chỉ là nhược quán năm ấy y xuống núi thu thập khoáng thạch đúng lúc gặp lưu dân tị nạn sư muội thở dài nói nếu vậy sư tôn nhất định sẽ không bảng quan đứng xem hoài tội gật đầu không những không bảng quan sau khi dàn xếp cho lưu dân còn tự tiện xuống núi tới hạ tu giới xem xét khi đó tử sinh đình vừa mới mở núi Hạ tu giới còn loạn hơn bây giờ Sở vãn ninh có thể thấy gì Đương nhiên chẳng cần nhiều lời Sau khi trở về Y nói với ta Muốn tạm ngừng thanh tu Tới hồng trần giúp thương cứu chết Sư muội hỏi Vậy ông đồng ý ư Không hề Y chỉ mới 15 tuổi Bản tính thuần nhiên Tính tình lại nóng nảy Cực kỳ dễ bị người khác lừa Ta sao có thể để Y tự tiện rời núi Huống chi tu vi của Y cao thể chất lại yếu thế gian hiểm ác cao thủ nhiều như mây bẩn tăng thân là sư phụ y thật sự không yên lòng mặc nhiên nói nhưng y cuối cùng vẫn không nghe lời ông nói không sai y sau khi nghe xong cãi nhau với ta nói phàm thế khó khăn trước mắt sư tôn dựa vào đâu mà suốt ngày ngồi trên cao nhắm mắt thăng thiên a à, sư muội cả kinh câu này nếu là kẻ khác nói với hoài tội cũng đã cực kỳ cay nghiệt huống chi sở vãn ninh là đệ tử trong quan môn ông Quả thực, đại nghịch bất đạo. Vẻ mặt hoài tội nhàn nhạt, giữa lông mày có chút thê lương. Năm đó, tâm cảnh của Bần Tăng cũng không phải tĩnh lặng. Dưới cơn nóng giận, nên nói luôn với tiểu đồ. Người không thể độ mình, sao có thể độ người? Sư Tôn đã nói sao? Sư muội hỏi. Không biết độ người, làm sao độ mình? Lời vừa nói ra, đại điện đột nhiên yên lặng. Bởi vì tám chữ này không phải từ miệng hoài tội ra, mà do mặc nhiên thì thảo nói khẽ. Nghe hắn đột nhiên nói ra câu nói của sở vãn ninh năm đó, ánh mắt của hoài tội đại sư sáng ngời, im lặng, liếc nhìn thanh niên trước mặt, nửa ngày sau mới thở dài. Y dạy các ngươi như vậy à? Y... Ý... Ý... quả nhiên Y không thay đổi mảy may, cầu tử dứt khoát. Hoài tội cảm thấy phức tạp, mặc nhiên cũng không bình tĩnh hơn ông bao nhiêu. Dù sao hắn từng khịt mũi coi thường tám chữ này của sở vãn ninh, cảm thấy giả đạo nghĩa, chỉ là lời nói xuông. Nhưng bây giờ nói ra lại cảm giác lòng như lửa đốt chịu đủ dày vò. Một lúc lâu sau, tiếng nói của hoài tội mới vang lên lần nữa trong đan tâm điện. Nói ra thật xấu hổ, ngày đó ta cũng vì tức giận đã nói với y, nếu y quyết làm theo mình, bước ra khỏi cửa chùa, duyên sư đồ giữa ta và y sẽ tận, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ông dừng một chút, tựa như bị quá khứ làm nghẹn yết hầu muốn nói rõ lại không muốn nói rõ ra do dự một hồi ông vẫn lắc đầu bây giờ các ngươi cũng rõ cuối cùng sở vãn ninh đoạn nghĩa ly sư nhiều năm qua suy nghĩ giữa ta và y khác nhau dù chung sống trong hồng trần mênh mông lại không còn gặp nhau nữa sư muội nói đây cũng không phải là sư đây cũng không phải là đại sư sai hoài tội nói ai đúng ai sai ai sai với ai Vốn dĩ cũng không phải chuyện người khác có thể tùy tiện hiểu thấu. Nhưng sở vãn ninh và ta cũng từng là sư đồ. Bẩn tăng nghe nói, y vẫn thân trong đêm huyết chiến. Nhớ tới chuyện năm đó, ngày đêm không thể ngủ. Cho nên mới muốn tới đây, ta dùng hết khả năng thử vận khí một lần, xem có thể cứu mạng tông sư về được không. Dầm, cửa đan tâm điện bị đẩy mạnh ra. Tiết mông đứng bên ngoài, không biết tới khi nào. Nhưng hẳn đã nghe thấy hết mấy lời trọng yếu nhất cậu vốn chỉ nghe hoài tội đại sư tới cũng không biết hòa thượng này muốn tới làm gì vậy nên cũng chỉ mệt mỏi cầm theo một bình thuốc vừa uống vừa chậm rãi đi tới lúc này cậu nghe thấy hoài tội nói bình trong tay đã đập vỡ nát canh nóng bắn tóe lên đầy người nhưng phượng hoàng nhi cũng không cảm thấy bỏng thất thanh nói cứu về cứu về sư tôn còn có thể còn có thể về được ư cậu lảo đảo chạy vào nhà một tay níu hoài tội còn lừa chọc ngươi nói gì Người đang nói đùa Sư muội vội nói Thiếu chủ, ông ấy là Không đúng, là ta thất thố, là ta thất thố Dù tiết mông không biết Người trước mắt là ân sư của sở vãn ninh Nhưng nghĩ tới người này đến cứu mạng sư tôn Vội vàng hốt hoảng buông tay ra Đại sư, chỉ cần Ông có thể đưa sư tôn về Về sau nếu cần Tiết mông xông pha khói lửa Chết vạn lần không từ chối Xin, chỉ xin ông, chỉ xin ông Đừng lừa ta Hoài tội nói tiết thí chủ đừng như vậy bần tăng đêm khuya đến thăm chính là vì sư tôn của cậu mà tới ông nghiêng mặt qua nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ canh giờ không còn sớm ba vị tiểu thí chủ đều đã đến đủ vậy thì bần tăng nói rõ cách trọng sinh với các vị một lần còn cả khó khăn trên đường nữa sư muội nói mong đại sư nói rõ tiết mông lại gấp gáp nói còn nói rõ cái gì cứu người đi cứu người trước đi hoài tội nói thí chủ đừng nóng vội phải biết rằng nếu trong đó xảy ra bất chắc không những thí chủ phải mất mạng chỉ sợ linh hồn sở vãn ninh cũng tan đến lúc đó lục đạo luân hồi cũng không thể vào được cậu nhẫn tâm sao ta tiết mông thoáng đỏ mặt siết chặt tay áo nửa ngày mới chậm rãi buông ra nói được ta nghe đại sư nói hoài tội lấy ba đèn lụa trắng thuần từ trong túi ra đèn lụa chứa dây tơ vàng nhỏ ở giữa dùng 13 màu tơ theo chú văn phức tạp, cuốn quanh ba vòng, quanh quanh co co, cứ như mạng nhện, muốn bắt chủ ai rời hồn. Đây là dẫn hồn đăng. Hoài tội đại sư đưa ba đèn lụa cho ba thanh niên. Cầm lấy, những lời bẩn tăng nói tiếp theo, chư vị đều phải nhớ. Mặc nhiên nhận đèn lồng, nâng trong tay. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn chia thành địa hồn, thức hồn, nhân hồn. Sau khi chết, ba hồn rơi vào hoàng tuyền, chia ra riêng rẽ các vị hẳn đều biết rõ nhưng người sau khi chết mỗi hồn phách đi hướng nào ta đoán các vị không biết sư muội nói xin đại sư nói rõ địa hồn nhân hồn vào địa phủ thức hồn ở lại trong thân thể thế gian nói đầu thất hồi hồn kỳ thật có thể tới dương gian đoàn tụ với thức hồn chỉ có mỗi nhân hồn nhân hồn trở về thường có tâm nguyện chưa làm xong hoàn thành tâm nguyện nó sẽ hợp hai làm một với thức hồn trong thi thể lại về địa phủ đoàn tụ hồn thai chờ được chuyển thế rất nhiều người kiến thức nửa vời tìm kiếm cách trọng sinh nhưng cuối cùng chỉ gọi được nửa sợi tàn hồn về tất nhiên tiêu tán rất nhanh kiếp trước sau khi sư muội chết mặc nhiên đã từng thử chiêu hồn nhưng mà như hoài tội nói trong ánh trăng chỉ có bóng dáng mỏng manh của người kia nháy mắt đã tan thành từng đốm sáng nhỏ mặc nhiên lẩm bẩm nói đúng vậy hoài tội nói Thức hồn của sở vãn ninh Vẫn còn trong cơ thể y Chư vị thí chủ không cần lo lắng Quan trọng là tìm được nhân hồn Cùng địa hồn của y Tiết mông vội hỏi Làm sao tìm được Hoài tội nói Dùng dẫn hồn đăng Đèn này chỉ có thể thắp sáng bằng linh lực Sau khi các vị rót vào linh lưu của riêng mình Cầm nó đi khắp tử sinh đỉnh Nếu sở vãn ninh không kháng cự ba vị thí chủ Ánh lửa của dẫn hồn đăng Có thể soi sáng ra nhân hồn của y Mạc Nhân nghe vậy, không khỏi chợt lạnh trong lòng. Vậy, nếu Sư Tôn không muốn gặp bọn ta thì sao? Đây chính là khó khăn thứ nhất. Cũng là nguyên do, càng nhiều người nguyện ý tìm y, càng dễ để thành công. Phải biết, nếu y không còn lưu luyến thế gian, đã quyết định rời đi. Hoài tội nói, vậy dẫn hồn đăng sẽ không chiếu ra thân ảnh của y. Nên nếu muốn thi triển thuật trọng sinh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu người đi tìm y, người chết đã không còn quyến luyến bản thân không muốn quay về hồng trần ai cũng không cưỡng cầu được mặc nhiên không khỏi ôm chặt hồn đăng trong tay tiết mông vội la lên sư tôn thương bọn ta nhất sao có thể không muốn trở về đại sư sau khi dùng dẫn hồn đăng tìm ra nhân hồn của sư tôn thì phải làm sao nữa tìm ra nhân hồn cần các vị đến một nơi là nơi nào tiết mông hỏi địa phủ hoài tội đáp ba người ai cũng không ngờ tới vậy mà thật sự phải đến địa phủ không khỏi giật mình sư muội nhẹ nhàng a à một tiếng khẽ rủ đôi mắt đẹp xuống thấp giọng hỏi chuyện này người sống sao có thể xuống địa phủ ta tự có cách thí chủ không cần lo lắng hoài tội không nhanh không chậm nhìn sang y tiếp tục nói nhưng ba người các ngươi cho dù là ai tìm được nhân hồn của sở vãn ninh trước đều phải tha thiết muốn y trở về dương gian nguyện vì thượng cầu bích lạc ngược dòng hoàng tuyền nếu ý niệm trong lòng không kiên định thì nửa đường hồn phách của sở vãn ninh sẽ tiêu tan mất, không thể tụ lại. Sư muội này, Tiết Mông nói, ta ân sâu nghĩa nặng với sư tôn, cho dù muốn ta vào địa ngục vô gian tìm người, ta cũng không có gì để nói. Sư tôn vì ta bỏ mình, mặc nhiên dương mắt, cũng nói, ta nợ người rất nhiều, cũng không có gì để nói. Hoài tội nói, được, như vậy các vị nhớ rõ, sau khi người đầu tiên tìm được nhân hồn của Sở Vãn Ninh, những người khác cho dù có tới cũng không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của y, mà người tìm được y cần trước bình minh phải đảm bảo dẫn hồn đang không tắt, một mực chiếu vào hồn phách của y. Tiết Mông nói: "Chuyện này có khó gì?" "Khó." Hoài tội nói: "Sau khi ba hồn tách rời, mỗi hồn phách thường sẽ thiếu một giác quan, có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là ký ức. Tóm lại, nếu vận khí không tốt, các vị thấy sư tôn cũng không dễ dàng nghe thấy các vị phải tìm cách dỗ. Ý. Mặc Nhiên căng thẳng rất bất an, phải dỗ, ý. nhưng nhỡ nói sai cái gì thì sao? Lúc là người đã rất khó đoán tâm ý của người, huống chi đã thành quỷ. Hắn vốn thật tâm thật ý lo lắng, nhưng Tiết Mông và hắn không hòa thuận, nghĩ Mặc Nhiên đang cười nhạo Sở Vãn Ninh, bởi vậy trợn mắt nhìn hắn, tiếp theo quay đầu nói, dỗ có gì khó? dù sao nên nhớ rõ không cho sư tôn rời khỏi trung quanh dẫn hồn đăng là được sư muội hỏi vậy sau bình minh thì thế nào sau bình minh nhân hồn của sở vãn ninh sẽ bay vào dẫn hồn đăng đến lúc đó bần tăng sẽ chuẩn bị bè trúc đợi hai vị ở cầu nơi này là cửa vào quỷ giới dưới cầu nại hà nước chảy cuồn cuộn hợp với hoàng tuyền bè trúc sẽ chờ người tìm được tàn hồn tiến vào quỷ giới tiết mông nói ngồi bè trúc tới quỷ giới à sư muội hỏi chỉ có thể đi một người thôi sao những người khác không thể giúp à không thể cho nên ai tìm được nhân hồn của sở vãn ninh phải một mình vào quỷ giới tìm địa hồn của y nếu người kia bỏ giờ giữa chừng hoặc lâm trận lùi bước nhân hồn của sở vãn ninh sẽ bị dẫn hồn đang cắn nuốt cũng không có cách nào đầu thai chuyển thế tiết mông giật mình gần như lập tức quay đầu nói với Mạc nhiên người không cần đi ta không tin người Mạc nhiên ngậm miệng không nói mặc cậu chất vấn không hề tranh chấp sư muội thấy thế khuyên nhủ thiếu chủ a à nhiên đệ ấy không phải là người lâm trận bỏ chạy cậu không phải thì sao tiết mông nghiêm nghị nói hắn đã hại chết sư tôn một lần ta dựa vào đâu mà tin hắn sẽ không hại chết sư tôn lần nữa hắn chính là ôn thần sư muội nói khẽ đại sư còn ở đây sao cậu có thể nói như vậy sao ta không thể nói chẳng lẽ không đúng ư bao nhiêu lần sư tôn bị thương đều vì hắn cả mỗi lần có hắn nhất định không có chuyện gì tốt tiết mông vừa nói như vậy hốc mắt lại đỏ môi run lên run rẩy bỗng có chút mất khống chế đưa tay giật lấy dẫn hồn đăng trong tay mặc nhiên đưa đèn cho ta đừng có tìm suối quẩy cho sư tôn đưa ta tiết mông mắng mặc nhiên không cãi lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tiết mông nói rất đúng quỷ tư nghi cũng được dưới đáy kim thành chỉ cũng thế không phải mỗi lần sở vãn ninh đều vì hắn mà bị thương trên người sở vãn ninh có bao nhiêu vết sẹo Đều vì hắn mà để lại rồi Ôn thần À đúng, rất đúng Thế nhưng dù vậy Cho dù biết mình thẹn với sư tôn Cho dù biết mình không xứng đi năn nỉ sư tôn trở về từ hoàng tuyển Hắn vẫn không muốn bỏ dẫn hồn đang trong tay Cứ cố chấp như vậy Gắt gao nắm lấy đèn lồng Mặc kệ cho tiết mông thoá mạ mình Làm mình bị thương Một bàn tay bị cào dì máu Vẫn cúi đầu không nhúc nhích Đến cuối cùng Tiết mông thở hồn hển Rốt cuộc buông hắn ra Hai mắt đỏ ngầu Nói Mặc vi vũ Ngươi còn muốn hại người tới khi nào Mặc nhiên không nhìn cậu chỉ cúi đầu Nhìn chiếc đèn trống rỗng trầm mặc Khi trầm mặc đến mức khiến người khác cho là Hắn sẽ không đáp lại Hắn bỗng khẽ nói một câu Ta muốn đưa người về nhà Giọng của hắn quá nhỏ Bị ái náy cùng ngựa ngùng ép tới trầm thấp như vậy Hèn mọn như vậy Đến mức Tiết mông lúc đầu không có nghe rõ Một lát sau mới nhận ra mặc nhiên nói gì Cậu a à một tiếng cười lại Người muốn đưa người về nhà Mặc nhiên nhắm mắt lại Tiết mông xì một tiếng Từng chữ đều bị nghiền nát từng mảnh nhỏ giữa răng môi Người còn mặt mũi đó chắc Thiếu chủ Đừng có kéo ta Buông ra Tiết mông đột nhiên giật tay áo khỏi tay sư muội Mắt lóe bi thương cùng phẫn hận Cậu nhìn mặc nhiên chằm chằm nghẹn ngào nói Ngươi mà xứng à? Tay mặc nhiên nhìn như run nhẹ nhẹ, lông mi hắn rú xuống càng thấp. Trong nháy mắt kia bỗng sinh ra một ảo giác vi diệu. Như sở vãn ninh vẫn còn sống, sở vãn ninh ngay sau đó sẽ nói Tiết mông, đừng làm loạn nữa. Hóa ra, y vẫn luôn giúp mình che mưa chắn gió, là mình vô tâm, lại luôn coi đó là điều hiển nhiên. Mặc nhiên không biết nên nói gì, chỉ ôm dẫn hồn đăng, như tóm lấy sợi rơm cuối cùng. Hắn cúi đầu lặp lại. Ta muốn đưa người về nhà Người có phải chỉ biết nói lời này không Ta thấy ngươi Được rồi Tiết thí chủ Hoài tội đại sư có chút nhìn không nổi Thở dài nói Mặc thí chủ có lòng Cậu để hắn đi đi Tiết mông đen mặt muốn nói gì đó Cuối cùng vẫn coi trọng mặt mũi hoài tội Nhịn lại Nhịn một lát lại ném xuống một câu Nếu sư tôn có chuyện gì Ta nhất định giết người tế người Hoài tội thở dài nói ân oán của hai vị thí chủ ngày sau hãy tính giờ không còn sớm tìm được nhân hồn quan trọng hơn mặc nhân nói xin đại sư thi pháp dẫn hồn đăng đã có pháp chú thi triển sẵn hoài tội thấy mặc nhân xuống tay muốn truyền linh lực thắp hồn đăng giơ tay cản hắn thí chủ chậm đã tiết mông vội gào lên còn chuyện gì nữa bần tăng muốn nhắc lại một lần nữa nếu có ai tìm được nhân hồn của sở vãn ninh người nọ sẽ hết đường thối lui phải đến địa phủ Bần tăng tuy sẽ hạ hộ chú lên người nọ, nhưng người sống vào nơi của người chết trung quy vẫn rất hung hiểm. Chỉ hơi vô ý, sợ sẽ khó mà sống nổi. Hoài tội đại sư ý vị thâm trường lần lượt nhìn gương mặt ba người. Cái gọi là hiểm ác không phải chỉ là một câu nói xuông. Tìm thấy địa hồn của sở vãn ninh ở địa phủ có lẽ không khó, nhưng mà khó chính là một mình vào địa phủ. Gặp gì cũng chưa biết, vận khí tốt, tìm địa hồn cũng nhanh, vận khí không tốt, ngoài ý muốn thì sẽ sẽ chết sư muội hỏi chết còn nhẹ chỉ sợ khi đó ngay cả sở văn ninh hoặc là thí chủ cũng thế đều tan thành cho bụi không thể đầu thai chuyển thế hoài tội nói nên nếu ba vị thí chủ do dự vẫn là trả lại dẫn hồn đăng cho ta đi trên đời này vốn không có ai muốn trả giá bằng cái chết giữ mạng cũng không phải chuyện mất mặt giờ hối hận vẫn còn kịp ta không hối hận Tiết mông tuổi trẻ khí thịnh nhất Mang một lòng nhiệt huyết nói ngay Ai hối hận, ai sợ chết chứ Rất lời hung dữ lườm mặc nhiên Nhưng cậu Trung Quy không hiểu mặc nhiên Vị đường ca này của cậu Căn bản không giống cậu Có lẽ vì khi nhỏ chịu sỉ nhục Yêu hận của mặc nhiên thành móng vuốt vô cùng sắc nhọn Nếu có ai làm hắn bị thương Hắn sẽ moi tim moi gan người nọ Nhưng nếu có ai đối tốt với hắn Cho dù chỉ là chút ân tình Hắn tuyệt đối sẽ không quên Mặc nhiên liếc qua tiết mông lại nhìn hoài tội ta cũng không hối hận hoài tội gật đầu nói tiếp vậy thì được tới quỷ giới rồi mau tìm địa hồn thất lạc của y khi nhân hồn và địa hồn hợp lại một thẻ trong đèn dẫn hồn đăng sẽ thắp sáng lối về chuyện tiếp theo giao cho lão tăng là được ông nói như rất dễ nhưng người nghe đều biết những chuyện này, mỗi phần đều rất dễ xảy ra chuyện, cực kỳ hiểm ác. Đặc biệt là tới địa phủ, nếu không tìm được địa hồn của sở vãn ninh, hoặc vì hồn phách thiếu tâm trí hay ký ức, không chịu ngoan ngoãn hợp một thể, vậy chỉ sợ người xuống tìm y cũng phải kẹt lại trong đó. Nên ba người trước khi thắp sáng dẫn hồn đăng, hoài tội cuối cùng trầm giọng chậm rãi nói với họ một lần. Đèn sáng, không thể quay đầu, chuyện này không phải trò đùa, bần tăng hỏi chư vị lần nữa, chưa bị thí chủ có hối hận không ba người đều đáp không hối hận tốt tốt lắm hoài tội chậm rãi nở một nụ cười nửa là chua xót nửa là vui mừng sở vãn ninh người đấy người tốt hơn sư tôn ta đây nhiều ông niệm chú quyết hồn đăng lần lượt lập lòe sáng lên chỉ thấy đèn trong tay tiết mông mặc nhiên gần như đồng thời vụt lên hai ánh lửa chiếc đèn lụa trắng nhuộm ánh đỏ lại một lát sau Ánh đèn của sư muội cũng yếu ớt sáng lên Linh lưu thắp sáng tỏa màu xanh Đi thôi Hoài tội nói Thành bại hay không, trở về hay không Đều có thể thấy trong đêm nay Nếu đêm nay không thành, chuyện kia Ê... Mặc nhiên nghĩ tới chuyện Sở Vãn Ninh khi còn sống đối tốt với mình Lòng ẩn ẩn đau đớn Không đành lòng nghe hoài tội nói thêm Chỉ nói Đại sư không cần nhiều lời Ta có quỳ, lết, máu chảy đầu rơi Cũng muốn đưa sư tôn về nhân gian chỉ cần y vẫn nguyện ý chỉ cần y vẫn còn nguyện ý về cùng ta ba ánh sáng rất nhanh chia ra ở đan tâm điện từng người bị bóng đêm mênh mông nuốt chửng biến mất không còn thấy Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sơ tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 104 Hoành thánh của sư tôn Một ánh đèn leo lét trôi nổi trong tử sinh đỉnh Tìm kiếm nửa sợi hồn trở về Dẫn hồn đăng sau khi sáng lên Người sống không thể nhìn thấy mặc nhiên nữa Hắn cũng như thành nửa quỷ Bước lên thềm đá xanh Trên hành lang dài đằng đẵng nhìn quanh Hồng liên thủy tạ, xương thiên điện Tam sinh đài, khắp mọi nơi Đầu không thấy bóng dáng y Mặc nhiên không nhịn được nghĩ Có phải sư tôn khi sống đã mệt mỏi với mọi chuyện Sau khi chết không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa không Ý niệm này làm hắn như rơi vào hầm băng Chân hắn chạy càng nhanh vạt áo lướt qua cỏ hoang trở thấy đầu cầu nại hà có người đứng thanh thanh lãnh lãnh thê thê thảm thảm tay tức khắc dịn mồ hôi tim như nổi trống vội vàng chạy về phía người đó sư tôn hồn phách kia quay đầu lại là người không quen biết có lẽ là đệ tử chết trong trận chiến thiên liệt kia nửa khuôn mặt toàn là máu tươi dại ra ngơ ngác nhìn mặc nhiên thực xin lỗi nhận nhầm người mặc nhiên ngập ngừng vội lướt qua người nọ vong hồn kia thiếu mất thần trí chỉ cứng đờ nhìn mặc nhiên vọt qua trước mặt nó chẳng có hành động gì trắng bệnh đứng im như lớp tơ tằm mới lột lòng mặc nhiên không khỏi càng nóng vội nếu như nhân hồn của sư tôn cũng giống như nó thành cái xác không hồn vậy phải làm sao đây mình làm sao tìm được y lại có thể đưa y về trước hửng đông trong lòng như có ngàn con ngựa chạy qua hốt hoảng chân chạy càng lúc càng nhanh nâng mắt lên chợt thấy mình không biết từ lúc nào đã tới cửa mạnh bà đường lòng mặc nhiên nghĩ sư tôn ngày thường không có chấp niệm với ẩm thực Nghĩ rằng sau khi y hồi hồn Chắc cũng chẳng tới nơi này Đang muốn quay người rời đi Lại nghe trong mạnh bà đường truyền ra một tiếng thở dài Hắn gần như lảo đảo phá cửa mà vào Run rẩy nâng dẫn hồn đang trong tay Ánh hồn đang như mặt trời mới mọc Ấm áp mà mờ ảo Chiếu lên bóng dáng bạch y nhẹ nhàng Khớp xương trắng bạch Móng tay gần như đâm hẳn vào lòng bàn tay Mặc nhiên thì thảo Sư tôn Nửa sợi hồn phách của sở vãn ninh cô đơn đứng trong gian bếp rộng lớn, bóng dáng mờ nhạt như vết mực lâu năm phai màu, nhưng chắc chắn là bóng dáng của y. Trên người y mặc tiêu y trắng như khi chết ở thiên xương, góc áo nhuộm một khoảng máu lớn, cực kỳ thê diễm nên càng tôn lên làn da tái nhợt tích cực điểm. Nhan sắc xương khói, tựa như chỉ cần một trận gió nổi lên, hồn phách của y sẽ tiêu tan không còn nữa. Mặc nhiên ôm đèn, nhìn hoa trong gương trong trong nước, trước mắt. Muốn chạy ngay tới, sợ muộn màng, y rời đi. Muốn chạy chậm một chút, sợ nóng nảy, mộng sẽ vỡ. Vạn niệm đan xen, hốc mắt không khỏi đỏ ửng, bao nhiêu áy náy trỗi dậy trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mình nợ y. Hắn đứng bên cạnh, quả nhiên không chỗ dung thân. Đèn lồng nhẹ lay động, tới gần thấy y đang bận bận rộn rộn, tựa như có chút nóng lòng, lại như vụng về. Sở vã ninh đang làm cái gì? Hắn đi tới sau y, vốn muốn giúp vong hồn đáng thương kia, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt lại như bị xét đánh chờ khi kinh hãi tan đi cơn đau đớn như một cái miệng đầm đỉa máu tươi hóa ra cắn thẳng vào cổ hắn mặc nhân bỗng nhiên lùi lại hai bước chậm rãi lắc đầu lại không nói nên nửa chữ giờ phút này đó là một cây dùi đâm vào ngực hắn móc trái tim đang đập hợp với mạch máu và thịt nát càng đau đớn hơn hắn nhìn thấy tay sở vãn ninh đôi tay vì trước khi chết kéo mình lên bỏ qua hơn ba ngàn bậc thang Đôi tay đã sớm bong ra chóc thịt Máu tươi mơ hồ Đang từ từ vuốt ve trên bàn Trên bàn có bột mì Gia vị, nhân thịt Bên cạnh có nồi đun nước Nước đã sôi trào ra Sở vãn ninh tên gốc này không biết hạ lửa xuống nhỏ hơn Hơi nước mờ mịt bao quanh Làm mọi thứ thật sự mơ hồ Lại có lẽ không phải hơi nước mơ hồ Mà là mắt mặc nhiên đã ươn ướt, ướt Nhân hồn của sở vãn ninh Chậm rãi bọc vào hoành thánh Đôi tay y vốn rất linh hoạt thần binh lợi khí từ tay y làm ra kết giới vạn trượng từ hai tay của y dựng lên nhưng hôm nay đôi tay kia tàn tạ không chịu nổi hơi phát run đang cẩn thận bọc một cái hoành thánh tròn xoe mặc nhiên đột nhiên nâng tay lên ra sức lau đôi mắt đỏ bừng lại vẫn không hé răng nửa lời sở vãn ninh quay lưng về phía hắn tựa như chợt nhớ ra nước trong nồi đã đun lâu lắm rồi sợ con mặc kệ sẽ cạn khô nên lại đi tìm nồi y lần mò đúng y lần mò mặc nhiên rốt cuộc bừng tỉnh khỏi đau đớn muốn dìm chết hắn hắn bước nhanh vào trong vòng tới cạnh sư tôn hắn nhìn xuống sau khi ba hồn chia lìa mỗi hồn sẽ thiếu đi mất một thứ hoặc là ký ức hoặc là thần trí hoặc là xương cốt huyết nhục mà nhân hồn về từ âm phủ này thiếu mất chính là giác quan sở văn ninh trở về từ địa ngục hai mắt mơ hồ thính lực hình như cũng không tốt làm rơi đồ thậm chí không biết rơi ở đâu nhưng cho dù vậy y vẫn cố hết sức là một chén hoành thánh bình thường chẳng có gì đặc biệt tựa như đây là chuyện khi còn sống y thích nhất y có thể trong hơi nước mơ hồ có một khoảnh khắc ôn nhu mặc nhiên nhìn cảm thấy đau lòng muốn chết chỉ thấy trời đất quay cuồng nhất thời không nghĩ được gì chỉ đứng bất động nhìn tất cả trước mắt loảng xoảng hai mắt của hồn phách gần như chẳng thấy gì bởi vì nhìn không rõ vô ý làm rơi hỗ muối trong mạnh bà đường sở văn ninh làm như kinh ngạc yên lặng thu tay lại khuôn mặt loang lổ vết máu lộ ra một tia bất an người muốn lấy cái gì một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh y gần như nghẹn ngào anh ấy đến cực điểm ruột gan đứt đoạn ta giúp người được không sở văn ninh hơi kinh ngạc nhưng có lẽ vì hồn phách không được đầy đủ lòng cũng không sao động quá nhiều rất nhanh lại bình tĩnh mặc nhân nói ra mỗi chữ đều rất khó khăn gần như đang cầu xin sư tôn để ta giúp người được không nước trong nồi sôi sùng sục đổ trong bếp ấm áp náo nhiệt người sống lại thê lương trầm tịch qua thật lâu rốt cuộc nghe thấy giọng nói quen thuộc của sở vãn ninh côn sơn ngọc nát trầm thấp an tĩnh ngươi tới rồi vâng tới thì tốt ngươi đứng cạnh chờ một lát chờ hoành thánh chín rồi mang tới cho mặc nhiên đi mặc nhiên ngẩn ra cũng không hiểu ý của sở vãn ninh đang nói là gì Thấy sở vãn ninh nâng niu từng chiếc hoành thánh no đổ cho vào nồi Trong làn hơi nước Có vẻ phá lệ nhu hòa Sau đó nói Hôm qua ta phạt hắn nặng thế Có lẽ sẽ hận ta lắm Nghe Tiết Mông nói Hắn vẫn chẳng chịu ăn gì Người lúc đưa cho hắn Đừng bảo ta làm Hắn biết sợ sẽ chẳng chịu ăn Đầu mặc nhân hỗn loạn Hình như có bí mật gì đó nửa đời ngo ngoe dục dịch phá đất chui lên Sư tôn Sở vãn ninh cười khổ nói Ta sợ ta nghiêm khắc với hắn quá có điều với tính tình muốn làm gì thì làm đó của hắn Phải sửa lại Thôi không nói nữa Ngươi tìm giúp ta một cái chén Dày một chút Gió bên ngoài lạnh Mang tới sẽ không bị nguội mất Phá đất chui lên Pha đất mà ra Tựa như trong đầu nghe thấy tiếng nứt vỡ rất nhỏ Những đoạn hồi ức đó rốt cuộc Bị nó dùng răng nanh sắc nhọn xé nát Lệ quỷ thét chói tai lao về phía mặt nhiên Chỉ một thoáng trời đất u ám Hoành thanh Sư muội Sư tốt đó là lần đầu tiên hắn ăn hoành thánh do sư muội làm một ngày kia hắn lỡ hái nhành hoa vương phu nhân trồng bao năm mà bị sở vãn ninh trách phạt thiên vấn đánh hắn tới da thịt bong chóc lòng cũng như cho tàn hắn nằm trên giường không chịu dậy nghĩ tới mình chỉ muốn hái hoa tặng cho sư tôn tại sao lại có thể không chút khoan dung mà đánh mình hắn cảm thấy mình xưa bị mù mới coi trọng sở vãn ninh là bị mỡ heo che tâm mới có thể thấy sở vãn ninh ôn nhu cảm thấy sở vãn ninh quan tâm hắn cũng một ngày kia, sư muội bê một bát hoành thánh tương ớt, nóng hổi đến, nhanh nhẹn vào phòng hắn, giọng nhu hòa, ngữ điệu ấm áp. Còn có hoành thánh ấm lòng, ấm phổi, khiến hắn thất vọng với sư tôn mà dành tất cả hảo cảm cho sư muội Nhưng có ai biết, nhưng có ai biết. sợi nhân hồn kia lặng lẽ đứng cạnh hắn, hồn người chết khi trở về không giống lúc còn sông. Cũng như la tiêm tiêm, sau khi chết không nhớ được chuyện cũ, có người như kẻ khi nãy đứng bên cầu nại hà, chẳng có vướng bận, chỉ ngơ ngác đi qua nơi lúc còn sống một chuyến. Mà sợ nhân hồn này của sở vãn ninh, mất hai mắt, cũng không nghe rõ người khác nói. Thậm chí, chẳng biết hôm nay là hôm nào. Y trở về nhân gian, có lẽ vì cảm thấy khi còn sống là một chuyện không tốt, làm sai, cảm thấy tiếc nuối, muốn bổ đắp. Vì thế, sở vãn ninh đưa ra một quyết định không giống khi còn sống. Hoành thanh vớt ra, đặt vào trong chén, dài hành thái xanh biếc, nước canh trắng đục thêm chút tương ớt y cầm chén đưa cho sư muội lại chợt ngừng ta cuối cùng đối với hắn quá bất cận nhân tình rồi sở vã ninh lẩm bẩm mấy phần trầm mặc thôi không cần ngươi đưa đi nữa ta tự đi xem hắn cũng phải xin lỗi hắn mặc nhân ngơ ngác nhìn sắc mặt cũng tái nhợt như hồn phách vốn tưởng sư tôn quá lạnh lùng lạnh như sắt làm lòng mình đông lại thành băng nhưng ai ngờ được sư tôn lại đối tốt với mình tới thế tiếc nuối không thể buông xuống được ở thế gian của y lại chính là mình lại nói với hắn xin lỗi băng tan thành nước thành đại dương mênh mông mặc nhiên chậm rãi giơ tay chôn mặt xuống Bả vai run lên vững tâm như sắt vững tâm như sắt không phải cổ mặc nhiên nghẹn ngào không chịu nổi khóc lớn hắn quỳ xuống đất quỳ gối xuống trước mặt tàn hồn không thấy mình dẫn hồn đang đặt bên chân hắn đứt quãng lắp bắp hắn khàn cả giọng mấy lần muốn khóc ra máu hắn rốt cuộc không nhịn được gào khóc thất thanh hắn quỳ trước mặt sở vãn ninh không phải hắn quỳ giữa bụi bặm hắn siết chặt vạt áo nhuộm máu của sở vãn ninh lòng quân đâu phải lạnh như sắt ta cũng đâu phải cứng như đá chỉ là trước kia hiểu nhầm hiểu nhầm quân quá nhiều chỉ là sư tôn sư tôn hắn cực kỳ bi ai co tròn lại là ta có lỗi với người, cầu xin người, cầu xin người về với ta đi. Sư tôn, cầu xin người về với ta đi, ta sai rồi là ta không tốt, ta không trách người, ta không hận người là ta không đúng, luôn chọc người giận. Người về sau có đánh ta, mắng ta, ta cũng tuyệt đối không đánh trả. Sư tôn, chỉ cần người trở về, ta cái gì cũng nghe theo người, kính người, thương người, đối tốt với người thế nhưng vạt áo sờ vãn ninh mơ hồ như vậy cầm trong tay tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn mặc nhiên hận không thể móc ngực mình ra đổi tim mình cho y chỉ cần nghe thấy tiếng tim y đập hận không thể chảy cạn máu chảy vào trong huyết mạch của y chỉ cần có thể nhìn thấy huyết xác trên gương mặt y hắn hận không thể làm mọi thứ để đền bù lại sai lầm của mình sư tôn cuối cùng hắn khóc không thành tiếng chúng ta làm lại từ đầu được không Trước thông thiên tháp dưới tàng hải đường Tông sư như mèo trắng lớn ôn nhu ngẩng đầu Mắt phượng tròn xoe Trên đầu vang ba tiếng phe Thiếu niên đang cười trước mặt Tiên quân, tiên quân Ta nhìn thấy người rất lâu rồi Người vẫn không để ý tới ta Đảo mắt đã hai mươi năm Hai đời đều trôi qua Quả nhiên là mặt dày vô sỉ Lòng muông dạ thu Cũng có thể nói ra câu này Sư tôn chúng ta làm lại từ đầu Được không? Cầu xin người, người để ý ta đi, được không? Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh Audio kể chuyện đêm khuya. 105 Nhân hồn của sư tôn Hoa đăng rực rỡ chiếu lên bóng người Giờ phút này không phải ở mạnh bà đường Sở vãn ninh đã tới nơi ở của mặc nhiên Y không nhìn rõ Nên mặc nhiên nắm tay y Dẫn y đi Sở vãn ninh đã mất hai hồn Không biết hôm nay là hôm nào Cũng không biết người đan sen mười ngón tay với mình Đến tột cùng là ai Mơ mơ màng màng để hắn dẫn đi Mặc nhiên dẫn y vào phòng Lau nước mắt Đóng cửa phòng lại sở vãn ninh đặt bát hoành thánh xuống lần mò đi đến đầu giường nhẹ giọng hỏi mặc nhiên vẫn đang ngủ sở vãn ninh không thấy có phản ứng tưởng rằng mặc nhiên đang ngủ thật nên thở dài tựa như có hơi buồn mặc nhiên không đành lòng lại sợ ý muốn rời đi nên ngồi xuống bên giường nói sư tôn ta còn tỉnh nghe thấy hắn gọi mình mày sở vãn ninh khẽ động rồi sau đó ừ một tiếng có chút do dự không nói nữa Mặc nhiên biết ra mặt y mỏng, nếu cảm thấy sư muội ở đây, có lẽ không nói tới hai câu, đã bỏ đi, nên nhặt một cái phát khấu trên bàn ném vào cửa, động tĩnh như sư muội rời đi. Sau đó hỏi, sao sư tôn lại đến đây, là ai đưa người tới? Quả nhiên nửa hồn của sở vãn ninh dễ lừa hơn ngày thường, y cứng đờ một lát nói, sư minh tịnh đưa ta đến, nó đi rồi, đi rồi, ừm, yên lặng chốc lát, sở vãn ninh rốt cuộc nói. Vết thương trên lưng ngươi. Vết thương trên lưng, không trách Sư Tôn. Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, là do ta hái hoa, Sư Tôn nên phạt ta. Không ngờ hắn lại nói như thế, Sở Vãn Ninh hơi ngẩn ra, sau đó hai hàng mi run lên, thở dài. Còn đau không? Không đau. Sở Vãn Ninh giơ tay, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve, chạm lên mặt Mặc Nhiên, sau hồi lâu mới nói, thực xin lỗi, ngươi đừng giận Sư Tôn. Năm đó y không nói ra những lời mềm yếu này Nhưng sau khi chết Vong hồn trôi nổi ở âm tàu địa phủ Chuyện cũ quay lại Chỉ cảm thấy không còn hối hận gì Chẳng qua quá mức bất cận nhân tình với đồ đệ Nên có cơ hội để chuyện cũ tái diễn lại Người từng ngại mặt mũi không nói ra những lời như thế Cũng tự nhiên hơn mà nhẹ nhàng thốt ra Mạc Nhân cảm thấy có dòng suối ấm áp chảy qua trong lòng, những cừu hận còn sót lại sau khi trọng sinh, những vết thương cũ không cam lòng còn hấp hối, vốn đã tan thành cho, giờ lại bị tiếng xin lỗi quá mức chân thành cuốn trôi, không còn lại gì. Trong ánh dẫn hồn đăng, hắn nhìn khuôn mặt sư tôn, máu bẩn như không thấy nữa, khuôn mặt tái nhợt cũng có sinh khí hơn hẳn, hắn tựa như cũng vừa trải qua thời gian kia, thấy dung nhan nhu hòa của sở vãn ninh lúc mới gặp. Mặc nhiên không cầm lòng được Nâng tay lên Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y Ta không hận người Hắn nói Sư tôn người đối với ta rất tốt Ta không hận người Sở vãn ninh xuất thần dây lát chợt cười Cho dù người đã chết Cho dù trên mặt loang lổ vết máu Y cười rộ lên vẫn như băng tan thành nước Cả phòng hóa xuân Y nhắm mắt lại Hình như có châu ngọc lộng lẫy Rực rỡ lấp lánh giữa mi đó là tâm nguyện sau khi chết được buông xuống nụ cười sáng lạn tích cực điểm kiêu mà không túng diễm mà không yêu như tảng hải đường nở hoa um tùm đầu cành ngọn cây trang nghiêm lại thận trọng mang hơn ngàn vạn đóa hoa ôn nhu hương thơm thoang thoảng như chấm nhỏ giữa lá xanh mặc nhân không khỏi ngây người mà nhìn trong cả hai đời lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa như vậy của sở vãn ninh mặc nhân ngây ngốc bỗng nhiên nhớ tới câu Tiếu diệp như hoa Cảm thấy không hợp cho lắm Lại nghĩ tới câu Nhất tiếu bách mị sinh Cảm thấy càng hoang đường hơn Cuối cùng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được Nửa câu chữ để hình dung Cảnh đẹp hắn nhìn thấy trong chớp mắt này Chỉ biết cảm thán Đẹp, đẹp tới vậy Sao trước kia, tới tận bây giờ Không nhận ra chứ Đột nhiên nhanh trí mặc nhân nói khẽ Sư tôn, có chuyện này ta muốn nói với người Hả, Đóa hải đường của vương phu nhân ta không biết quý như thế ngày đó hái xuống là vì muốn tặng cho người sở vãn ninh hình như có hơi kinh ngạc à? giọng của mặc nhiên nhỏ đi hơi thẹn thùng thậm chí có chút tứ cố vô thân lặp lại là là muốn tặng cho người người hái hoa tặng ta làm gì mặt mặc nhiên không khỏi đỏ lên ta 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 cũng không biết chỉ là chỉ là cảm thấy rất đẹp ta hắn không nói nữa trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc hóa ra mình vẫn còn nhớ rõ tâm tình lúc hái hoa cho sở vãn ninh dù đã rất lâu sở vãn ninh đã mất đi hai hồn thật sự rất ôn nhu tựa như con mèo con mất măng chỉ còn lại đẹp chân mềm mại trào ấn như tuyết mềm mại tròn tròn y xoa đầu mặc nhiên cười nói thật ngốc vâng hốc mắt mặc nhiên bỗng nóng lên ngửa đầu nhìn y khịt mũi thật ngốc lần sau đừng tái phạm nữa lần sau sẽ không tái phạm. Mặc nhân nghĩ nghĩ nhớ lại kiếp trước sau khi mình sa ngã làm sàng làm bậy khắp nơi khi nam bá nữ khiến sở vãn ninh tức giận không ít cuối cùng sư tôn nản lòng thoái chí ném cho hắn câu phẩm chất kém tính khó mài mà hắn từng hận cả đời trong lòng càng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói sư tôn ta đồng ý với người sau này sẽ không khiến cho người thất vọng nữa sẽ làm việc thật tốt không làm chuyện sâu hắn không đọc nhiều sách không nói được lời hứa quá âm vang hữu lực nhưng cảm thấy lòng mang nhiệt huyết cuồn cuộn linh hồn đã từng chất phác đơn thuần khi còn nhỏ hình như thức tỉnh sau giấc ngủ say sư tôn đồ nhi ngu dốt đến tận hôm nay mới biết người đối xử với ta rất tốt ánh mắt của hắn sáng rực leo xuống khỏi giường quỳ trước mặt sở vãn ninh dập đầu khi ngẩng lên gương mặt thanh niên vô cùng trang nghiêm trịnh trọng từ nay về sau, mặc nhiên không làm người mất mặt nữa. Sư đồ hai người kè gối nói chuyện rất lâu, nhưng hơn phân nửa đều là mặc nhiên nói. Lúc lòng hắn đau đớn vì một người, kỳ thật lại rất đáng yêu. Sở vãn ninh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng lắc đầu mỉm cười, không nhận ra ánh trăng dần lên cao ngoài cửa sổ, như giọt mực nồng đậm bị pha loãng. Đêm dài dần trôi. Hoài tội đại sư đứng bên cầu đá, nước sông chảy xiết tung tóe ướt vạt áo tăng y của ông nhưng ông lại không hề hay biết, chỉ im lặng chờ đợi. Mặt trời nơi phương đông chậm rãi ló dạng. Ánh nắng vạn trượng xuyên rừng thấu lá, chiếu lên nước hoàng tuyền không ngừng tuôn trào. Trong chốc lát dầm sông óng ánh ánh vàng, từng bọt nước như vảy mịn trên người giao long, lật sóng nơi quang hoa liễm diễm, tràn ngập lưu quang đổ màu sắc. Lúc này, ông đã vào cảnh hư vô, chỉ có người tìm được tàn hồn của sở vãn ninh mới có thể nhìn thấy bóng dáng ông. Sư muội và Tiết Mông đều đã đi qua, nhưng không nhìn thấy lão tăng bên bờ sông. Ông nhìn như không vội, nhưng chàng hạt xoay trong tay, lại xoay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội. Lột bộp Đột nhiên vô số chàng hạt tản ra, tinh nguyệt bồ đề như mưa rơi, lốp bốp rơi đầy đất. Hoài tội bỗng dưng mở mắt, mím môi biến sắc. Điểm không may. Hai tay của ông vuốt ve Phật Châu đã đất nhìn hạt châu tung tóe bên bờ sông, hạt châu từ bờ sông lăn xuống xuất thần thật lâu sắc mặt dần dần tái nhợt đại sư bỗng nhiên có người gọi ông đại sư nhảy nhót vui mừng hoài tội lập tức nhìn về phía tiếng gọi chỉ thấy mặc nhiên ôm dẫn hồn đăng đăng tỏa ánh vàng cùng ánh đỏ chạy như bay từ nơi xa đến tiếng nắng vốn đã loá mắt nhưng con ngươi của thanh niên này còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời như thủy tinh tươi sáng rực rỡ hắn chạy đến trước mặt hoài tội gương mặt ửng đỏ hơi thở gấp gáp lại không ức chế nổi hưng phấn tìm được rồi mặc nhiên hất loạn tóc phiền toái trên chán cẩn thận ôm đèn lồng chứa nhân hồn của sở vãn ninh vào trong lòng người không phải không muốn gặp ta người ở ở đây nói rồi chỉ chỉ đèn trong lòng như không muốn bỏ ra do dự một chút muốn đưa đèn cho hoài tội nhưng vươn tay ra không được mấy tấc lại thu về hoài tội nhẹ thở hát ra khó phát hiện đánh giá hắn trên dưới một lượt buồn cười nói nếu ngươi tìm thấy y rồi vậy ngươi ôm đi không cần đưa ta mặc nhiên liền rất cẩn thận tiếp tục ôm lấy hoài tội cầm trượng dựa bên cây nhẹ nhàng gạt vào nước sông một bè trúc toàn thân xanh biếc hiện lên bạch tuyến buộc ở phía cuối hiện bên bờ việc không nên chậm trễ mời thí chủ lên thuyền nước sông ở từ sinh đỉnh thông với quỷ giới đây là chuyện mọi người đều biết nhưng vì có kết giới ngăn cản cũng không phải thuận dòng sông là có thể thành công đi đến âm phủ hoài tội yểm phù chú lên bè trúc có thể thông âm dương nên thuyền đi ngàn dặm mặc nhiên lẻ loi ngồi trên đó không đến nửa ngày đã đến trước một thác nước thác nước của hoàng tuyền thác nước này trên lâm hoàn vũ hạ xuống cửu u đúng là vô biên vô hạn Mây mông bát ngát như một dèm trâu bay thẳng xuống dưới hơi nước bắn ra nhẹ như khói mặc nhiên còn chưa kịp nhìn rõ bè trúc đã chở hắn đến trước màn nước khổng lồ như cự thú lao xuống hắn chưa kịp phản ứng nháy mắt cột nước cường đại như vô số thanh đao nhọn muốn xé rách huyết nhục người sống đâm xuyên sư tôn thời khắc nguy nan nhưng mặc nhiên chỉ quan tâm dẫn hồn đang trong lòng hắn bảo vệ cẩn thận hồn đăng trong lòng mình, mặc cho dòng xoáy xoay chuyển nhanh chóng, trời đất u ám, cũng không buông ra. Không biết qua bao lâu, âm thanh thác nước đinh tai nhức óc bỗng nhiên biến mất. Mưa lớn như lăng trì bỗng thu thê, mặc nhiên từ từ mở mắt. Thấy dẫn hồn đăng bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. ngẩng đầu nhìn lên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, không biết nói gì thác nước ngang qua hai giới âm dương không thấy nữa một bè trúc xanh phiêu bạt trên hồ nước yên tĩnh mênh mông vô ngần hồ nước kia màu xanh đậm từng ánh tinh quang chảy xuôi vô số tinh hồn yếu ớp như bầy cá trôi nổi trong đó bụi lau hai bên bờ hoa lau quanh quẩn mông lung phiêu đãng bốn phía hai đầu trái phải sâu trong lá lau có một nam một nữ u ca mộng bay tới như sầu bi lại như an tường thân ta nhập lôi uyên tứ chi tan thành bồn cao đầu ta rơi khoáng vũ mắt ngâm ép thành bụi ăn tâm địa ta kiến đỏ huy hoàng mổ bụng táp bần thiểu con ó mênh mang duy hồn quy thuận duy hồn quy thuận nước hoàng tuyền chảy về hướng đông đủ loại cản trở trước người mặc nhiên trên bè trúc thật lâu đột nhiên trong bóng đêm nặng nề vụt lên một chiếc cổng cao vút tới gần hắn thấy cổng trào kia to lớn không gì sánh được rộng lớn bao la hùng vĩ điêu luyện sắc sảo từng chỗ nhỏ màu vàng phai nhạt. Nó giống như một con ác thú phủ đầy mật sáp kim thạch ngọc phiến, lấp lánh huy hoàng lại âm tàn quỷ quyệt. Nó ngồi yên trong đêm tối, mở miệng máu tanh hôi, chờ nuốt vô số cô hồn dã quỷ vào dạ dày. Gần hơn nữa, nhìn thấy vọng lâu dữ tợn, như răng nanh xuyên ngày đầu thú uy nghiêm, như cúi xuống nghe oan uổng của thế gian. Lại tới gần hơn, tàn hồn của sở vãn ninh tựa như cảm thấy bất an, Ánh sáng màu vàng trong đèn lồng lúc sáng lúc tối, có lúc chập chờn. Không sao đâu. Mặc nhiên cảm giác được bất an của y, ôm đèn, môi gần sát mặt giấy, nhỏ giọng an ủi, đưa càng nhiều linh lực của mình vào cho y hơn. Sư tôn đừng sợ, có ta ở đây. Hoa đăng run rẩy sau một lúc lâu trở nên tĩnh lặng. Mặc nhiên rũ hàng mi đen dài xuống Nhìn vào trong đèn Nhịn cười không được duỗi tay vuốt vé chiếc đèn Sau đó ôm chặt hơn trong đêm tối u ám ba chữ Quỷ môn quan mạnh mẽ hiện ra Sáng rõ trói mắt Như vừa mới nhuộm máu tươi người sống viết thành Bẻ trúc cập bờ Mặc nhân bước lên đường đất tản mùi máu tươi của Hoàng Tuyền Hắn đi về phía trước Người xung quanh càng ngày càng nhiều Nam nữ, người già Còn có trẻ con chết yểu u oán khóc nỉ non Bọn họ đều đi sâu vào địa phủ Cho dù khi còn sống là đế vương quân tướng vinh hoa phú quý hay là ba tánh áo vải nghèo rớt mồng tơi, cho dù mang theo bao nhiêu lộ phí chôn cùng, đến lúc này, đến chỗ này, con đường này đều chỉ lẻ loi một mình mà đi. Mặc nhiên đi theo hồn lưu rộn rộn ràng ràng, đi đến cửa vào quỷ giới, nơi đó có một người ngồi, trong tay đong đưa quạt hương bồ, nhìn y phục giống như tên lính, lúc chết bị mổ bụng nên ruột thỉnh thoảng lại tuột ra. Lính thủ vệ cực kỳ không kiên nhẫn, dùng cán quạt nhét ruột vào, dương mắt lười biếng hỏi quỷ hồn mới chết. Tên gì? Tôn nhị ngũ. Vì sao chết? Do, do chết già. Thủ vệ dùng cái chóc lớn, thở ơ đóng dấu chết già, lên chiếu thân thiếp quỷ giới, đưa cho tôn nhị ngũ. Không được vứt thẻ bài, vứt rồi thì phải tới thập thất điện làm việc. Đi đi, tiếp theo. Tôn nhị ngũ rất khẩn trương, đại khái là người vừa mới chết. Dù khi ông còn sống anh dũng bao nhiêu, biết trăm chuyện cũng sẽ hồi hộp. Vậy ta, ta có phải chịu thẩm không? Ta là người tốt, khi còn sống đến gà cũng không giết. Ta có thể được một hảo thai không? Chỉ ít cho ta có tiền lấy vợ. Lão đầu tử lại nhảy lầm bẩm không xong lo sợ bất an. Thủ vệ binh nghe ù cả tai, xua tay nói. Thẩm phán, không tới ngày đó đâu, hồn phách ở quỷ giới nhiều như vậy. Xếp hàng đầu thai cũng phải đợi 10 năm, 8 năm. Chưa tới lượt ngươi, thì ngươi đợi ở quỷ giới, không kém dương gian nhiều đâu. Chờ đến lượt ngươi rồi Ngươi đi mà bảo với phán quan Lão gia rằng khi người còn sống chưa từng giết gà Vợ cũng không thể cưới Tiếp theo Tôn nhị ngũ sợ ngây người lắp ba lắp bắp Giọng nói bản xứ Mười năm tám năm Mặc nhiên đứng xếp hàng cách đó không xa Nghe thấy cũng rất giật mình Cái gì phải đợi lâu như vậy mới có thể đầu thai Đương nhiên Nhưng nếu tội ác tay trời Hoặc là hồn phách không hợp Vậy lại là chuyện khác Thủ vệ binh nghe thấy không có ý tốt cười cười Hắn cười một tiếng ruột lại tuột ra Hắn lại nhét về Đến 18 tầng luyện ngục Xưa nay không cần chờ Mặc nhiên vô ngữ Tôn nhị ngũ này năng lực kém còn muốn hỏi lại Nhưng kiên nhẫn của quan binh tựa hồ đã đến cực hạn Không ngừng xua tay nói Đi đi, hồn đi Tất cả mọi người chạy đi đầu thai Lão già ngươi đừng có chắn đường Tiếp theo, tiếp theo Tôn nhị ngũ bị hắn hất quạt hương bồ đuổi đi xa kế tiếp là nữ từ trẻ tuổi mặt hoa son phấn vẫn rất xinh đẹp nàng mở miệng nói trong sóng mắt rõ ràng có một loại nghề đặc hữu nào đó tự nhiên cùng phong tình ôn nhu nói quan gia tiểu nữ kim hoa nhi là bị ác bá đánh chết bầy quỷ nói thầm ai cũng có một kiểu chết riêng ai cũng mang tâm tư riêng chư sinh loạn tượng đều lắng động tại đây không có gì náo nhiệt hơn tình cảnh hỗn tạp hơn nhưng mặc nhiên chỉ ôm chặt đèn trong lòng hắn nợ sư tôn hắn những chuyện khác hắn đều mặc kệ hắn chỉ cần tìm được phần cô hồn còn sót lại của sư tôn hắn tên thủ vệ binh ngáp một cái giương mắt nhìn mặc nhiên mặc nhiên đang định mở miệng thủ vệ kia chợt dùng mình như thể cảm thấy người này có điều không thích hợp chợt bật dậy nhìn chằm chằm vào mặt hắn mặc nhiên biết không ổn không nói đến hắn là người đã chết một lần không biết hồn phách của mình có gì quái lạ không coi như không có hắn ôm tàn hồn của người khác trong lòng cũng rất đáng nghi ngờ nhưng quỷ giới không có cửa vào thứ hai nhất định chạy không thoát nên đành phải kiên trì đối diện với thủ vệ kia thủ vệ nheo mắt lại mặc nhiên ra vẻ chấn định tự nhiên giới thiệu mặc nhiên thủ vệ không lên tiếng tim mặc nhiên như nổi trông mặt lại bát phong bất động tu đạo tàu hỏa nhập ma mới chết mong quan gia phát chiếu thân thiết cho ta Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 106 Bắt đầu tìm sư tôn ở nơi nào Tàu hỏa nhập ma mà chết à Thủ vệ chậm rãi lặp lại câu nói của hắn thêm lần nữa Sau đó hờ một tiếng Tu đạo Đúng Tuổi còn nhỏ, tu đạo mà phải đến nơi này, ngươi cũng thật oan uổng. Thủ vệ ngoài cười chăm không cười. Trong nhân giới có rất nhiều người không có tuệ căn, không kết được thiện duyên, trầm biếm đạo sĩ, luôn có ý tứ không ăn được nho thì nói nho xanh. Ta thấy ngươi hồn phách không đúng lắm, không thuần triệt. Hoài tội đại sư hạ phù chú lên người mặc nhiên để hắn che giấu khí tức của người sống, cũng có thể tiếp xúc với linh hồn, cho nên thủ vệ không nhìn ra hắn, nhưng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, Thế là thản nhiên ngồi xuống Vắt chéo hai chân Lấy cây thước toàn thân đen nhánh ra Trượng tội xích Gã dương dương đắc ý nói Dù không biết gã đắc ý vì cái gì Thước cũng không phải của gã Nhưng quan càng nhỏ càng thích sĩ diện Thủ vệ đập cây thước lên bàn ba lần Nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm mặc nhiên Đưa tay đây Để bản quan đo công đức dương thế của người thế nào Công đức dương thế của hắn Đo ra có phải trực tiếp đưa hắn đến trước diêm là đại thần rồi bị bóp thành cho tàn không? Nhưng vạn chúng chừng chừng nhìn, hắn không có chỗ để trốn. Đành phải thở dài, một tay ôm dẫn hồn đăng, một tay duỗi qua. Thủ vệ đặt thước lên tay của hắn, gần như vừa chạm vào một cái, âm thanh từ trượng tội xích rít gạo kêu lên. Trên cây thước màu đen chảy ra máu tươi cuồn cuộn, mang theo ngàn vạn tiếng kêu ai oan Ta chết không nhắm mắt, mặc vi vũ ngươi vạn lần chết không được siêu sinh. Cha, mẫu thân, cho chết nhà ngươi vì sao làm vậy? Vì sao? Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta Mặc nhiên bỗng nhiên rút tay về Trong chốc lát Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Một vòng quỷ đều yếu ớt nhìn qua hắn Ánh mắt của thủ vệ kia càng khó hiểu Gã như sói hổ nhìn mặc nhiên chằm chằm Một lát sau cúi đầu nhìn cây thước Hồng quang trên cây thước biến mất Máu tươi vừa rồi như là ảo giác Không biết chảy tới chỗ nào Mặt bàn sạch sẽ Chỉ có thân thước dần dần hiện lên một hàng chữ Tội không thể tha áp giải đến tầng thứ tầng thứ mấy địa ngục vì mặc nhiên không đợi trưởng tội xích đo xong đã rút tay về nên thước không có viết xong thủ vệ bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của hắn vừa hung vừa ác cực kỳ dữ tợn nhìn hắn chòng chọc, chọc giống như thợ săn nhàm chán quá lâu rồi rốt cuộc bắt được một con chim quý hiếm mũi gã phập phồng trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị ruột rơi ra hơn phân nửa nhưng lần này gã ngay cả nhét về cũng chẳng muốn nhét không được cử động, ngươi để ta đo lại. Gã không dằn nổi, tham lam, sắc mặt gần như đã hướng về phía Diêm La tranh công. Quỳ chảo của gã bóp chặt vào cổ tay mặc nhiên, cỡ ép kéo hắn qua. Như si như cuồng, cầm trượng tội xích, vừa hung ác đâm vào da thịt đối phương. Nếu để cho gã bắt được kẻ có thể ném xuống 18 tầng địa ngục, vậy đó là công lao cực lớn. Chỉ ít gã có thể tăng lên 3 cấp ngay tại chỗ. Không cần mỗi ngày ở cổng thành này nhớ kỹ từng cô hồn tới lui. Đo, đo cho cẩn thận trượng tội xích lại sáng lên, vẫn là máu tươi chảy dòng kêu khóc đầy trời. Người mặc nhiên từng giết, nghiệt từng tạo, phảng phất đều bị đè ép trong cây thước đen hẹp nhỏ này, oán lệ tận trời gần như muốn phá vỡ cây thước. Rất hận, mặc vĩ vũ, ta chết sẽ không tha cho ngươi. Sắc mặt của mặc nhiên càng ngày càng khó coi, hắn rũ tầm mắt xuống, môi mím chặt, không biết trong mắt có sắc thái thế nào. Người không có lương tâm, người biến nhân gian thành luyện ngục, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi a à, khóc thảm kêu gào nguyên rủa oán hận bỗng nhiên trong rất nhiều thanh âm đó lại nghe được một tiếng thở dài yếu ớt xin lỗi mặc nhiên là sư phụ sai mặc nhiên bỗng mở to con ngươi trong mắt một mảnh đau thương hắn lại nghe thấy âm thanh của sở vãn ninh khi hấp hối ở kiếp trước nhẹ nhàng như vậy bi thương như vậy lại như một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn gần như muốn bổ linh hồn của hắn những âm thanh dần nhẹ nhẹ yếu đi, trường tội xích khôi phục yên lặng. Phía trên lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ, tội không thể tha, áp giải đến tầng thứ. Lần này, mặc nhiên không rút tay ra trước, nhưng hàng chữ này vẫn không viết xong. Thủ vệ sững sờ vỗ vỗ thước đen, hỏng rồi. Nào đoán được sau một cái vỗ thước đen có chút rung động, một lát sau hàng chữ kia tiêu tán đi, trên mặt thước hiện một sợi tiên khí hơi mỏng, huy quang vô hạn, sán lạn dạng giữa lóe ra. Lúc này trong cây thước không có tiếng khóc truyền đến, mà là bách điều chiều phượng, tiêm âm trong mây. Phẳng phất tiếng nhạc ưu nhã trên cầu trùng thiên phủ xuống địa phủ, chúng ma quỷ đều vui sướng như say, đến thủ vệ cũng không nhịn được xuất thần. Đợi tiên âm ngừng lại, thủ vệ mới hoàn hồn. Xem xét lại, trên trượng tội xích đã hạ bảy chữ to. Hồn phách bình thường, có thể đi. Thủ vệ thất thanh nói, không thể nào. Vừa rồi không phải là tội không thể tha sao Sao lại thành hồn phách bình thường rồi Gã không cam tâm Lại cẩm thước đo đạc nhiều lần Nhưng mỗi lần đều có kết quả giống nhau Đầu tiên là kêu thảm là tin lành Nhưng đến cuối cùng lại ngoại lệ Đều viết hồn phách bình thường có thể đi Thủ vệ thất vọng đến cực điểm Gã không có lý do ngăn cản Một hồn phách bình thường đi vào địa phủ Gã bắt đầu hung tợn Nhét ruột mình vào Vừa nhét vừa nói Ta thấy người thật sự tàu hỏa nhập ma mà chết mặc nhiên cũng có chút ngoài ý muốn cũng không biết là gì hắn nghĩ nghĩ suy đoán có lẽ phù chú của hoài tội đại sư làm cây thước lẫn lộn thoáng nhẹ nhàng thở ra cút đi cầm chiếu thân thiếp chậm trễ ra ra ngay nửa ngày còn không mau cút mặc nhiên cầu còn không được ôm dẫn hồn đang muốn đi gấp đột nhiên ánh mắt của thủ vệ sáng lên cao giọng hét hắn lại đứng lại tim mặc nhiên đập nhanh hơn mặt cố gắng chấn định dường như bất đắc dĩ nói lại làm sao à? thủ vệ hất cằm người ôm trong ngực là cái gì a à, cái này à mặc nhiên vuốt vé hồn đăng ý niệm nhanh chóng lóe lên trong lòng trái lại cười nói là đồ chôn cùng ta chôn cùng đúng là pháp khí ồ oh, có chút thú vị thủ vệ gõ gõ mặt bàn trong mắt chớp động tinh quang đặt đồ chôn cùng ngươi ở đây đo lại lần nữa chỉ sợ pháp khí của ngươi làm cho trượng tội xích bị nhầm lẫn Mặc nhiên sớm đã mắng con bé này mấy lần trong lòng Nhưng không có cách gì khả thi Đành phải buông hồn đang xuống Lo lắng bất an duỗi cổ tay ra Thủ vệ dường như đã tính trước Không thể đợi đã nhấn cây thước lên Kết quả vẫn như vậy Vẫn là bảy chữ rõ ràng Hồn phách bình thường có thể đi Đừng nói thủ vệ đến mặc nhiên cũng không biết nguyên cơ Nhưng đo lại như vậy Đối phương cuối cùng triệt để hết hy vọng Cực kỳ lười nhác xua tay thả hắn Mặc nhiên không dám ở lâu ôm lấy dẫn hồn đăng xuyên qua hành lang dài cho đến cuối cùng tia sáng biến ảo quỷ giới trùng trùng điệp điệp mở ra trước mắt hắn đây là tầng thứ nhất của địa ngục liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối bầu trời màu đỏ rực như hào quang đốt sôi dây leo dị mộc đột ngột mọc lên từ mặt đất gần mái nhà lởm chởm đá bên cạnh cung xá san sát cửa vào là một khối cự bạch thông thiên trên viết thân các ngươi về bụi hồn về nam kha hương bên cạnh cổng trào nguy nga sừng sững kim thủy dung rót ra ba chữ nam kha hương mỗi bên đều có đàn ông trưởng thành đứng đó hoa ra tầng thứ nhất của địa ngục tên là nam kha hương người chết nếu không có khách thường tất cả đều ở tạm nơi này mười năm tám năm chờ phán quan gọi mình sẽ đến tầng thứ hai để thẩm phán xử lý mặc nhiên ôm dẫn hồn đăng vừa nhìn vừa đi nhìn qua chỗ này bố cục không khác nhân gian quá nhiều đường đi hộ gia đình ngói tứ, hết thảy 18 phố, cửu hoành cửu tung. Quỷ nam, quỷ nữ, quỷ đồng khắp nơi, cười nói khạc khạc, tiếng khóc ai oán. Quả nhiên, quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành. Phía đông nghe thấy, phụ thân mới tang khóc thút thít. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đều nói, nữ nhân tái giá sẽ bị cắt thành hai nửa, đầu và chân, đưa về cho hai nam nhân ma quỷ kia, đây là thật sao? Ai có thể nói với ta không, đây là thật sao? Bên cạnh nàng ta cũng có cô nương vật áo bị rách Tóc mai xốc sách gạt lẻ Không phải ta muốn làm miếu trái phép Thực sự do sinh hoạt không nổi Trước khi chết Ta đến miếu thổ địa góp ngạch cửa Muốn ngàn người dẫm vạn người đạp thay ta chuộc tội Nhưng thôn trưởng cứ bắt ta Trả cho lão 400 hoàng kim Mới đồng ý với ta Ta mà có nhiều tiền như vậy sao phải khổ sở Dựa vào da thịt mà sống chứ Phía Tây cũng có hán tử đăng tinh 401 ngày 402 ngày 403 ngày Nói ta đi thì đảng cũng đi Một đường tuẫn tình Sao ta ở nơi này chờ đến 404 ngày Nàng vẫn không xuống cùng Ôi nàng yếu đuối như vậy Không phải đã đi lạc trên đường hoàng tuyền chứ Nếu thật sự đi lạc vậy Nên làm sao cho phải Quỷ mới chết diêu dít tốp 5 top 3 trước cổng Nam Kha Hương Vẫn không cam tâm luẩn quẩn không đi Nhưng nhìn phía trước đều đã qua hồi hồn Lão quỷ nhận mệnh Bọn họ thăm rong hơn nhiều, thản nhiên hơn nhiều, còn biết tự mình kiếm sống, chậm rãi giết thời gian, vượt qua thời gian dài rằng giả kia, chờ thẩm phán. Đến phố thứ ba, có thể nhìn thấy phố xá sầm ớt ồn ào, không kém hồng trần. Đến cùng đều là quỷ, không thể cắt đứt thịt xương phạm thai. Mạnh bà thang chưa uống, vẫn là người quỷ không phân. Khi còn sống là lê viên, hay diễn tạp đùa dỡn ở đầu đường, còn sống là tú nương, chết còn giật áo váy ở địa ngục. Đồ tẻ cũng không dám sát xanh Nhưng có thể tiếp tục mài đao kiếm sông Tiếng giao hàng Tiếng khen Liên tiếp rộn rộn ràng ràng Mặc nhân đi đến trước mặt quỷ bán tranh chữ Quỷ kia khi còn sống Chắc không bán được một bức tranh nào Nên chết đói Bởi vậy xanh sao vàng vọt Xương gò má cao Sườn bụng lõm Thấy có người ngồi trước sạp hàng của gã Thư sinh gầy gò nâng mắt mở lên Vẻ mặt lại nóng rực Công tử mua tranh sao Ta muốn nhờ ngươi giúp ta vẽ một bức thư sinh tựa như có chút tiếc hận. Nhân vật so sơn thủy, vốn thiếu ý cảnh, ngươi nhìn bức thái sơn vân yên đồ này. Mặc nhiên nói, ta không thích tranh sơn thủy, làm phiền ngươi giúp ta vẽ một người. Không thích sơn thủy à? Thư sinh nhìn hắn không quá cao hứng. Nhân giả nhạc sơn, chí giả nhạc thủy, công tử còn trẻ. Nên đào giã tình thao, thấy nhiều biết rộng chút về hương vị đan thanh. Bộ thái sơn vân yên đồ này Vốn không đỡ bán Nhưng người đã đến trước sạp ta hỏi Nghĩ không phải hoàn toàn không có tuệ căn Như vậy ta với ngươi Ta muốn vẽ lại một người Hai người ánh mắt rằng co Thư sinh đâu phải đối thủ của hắn Chốc lát sau liền sợ Nhưng sau sợ lại có chút tức giận Trên gương mặt ma quỷ do tức giận Cũng có chút huyết sắc Ta không vẽ người, muốn vẽ giá gấp 10 Mặc nhiên nói Quỷ giới cũng phải trả tiền Người nhà bằng hữu, đốt tiền giấy cho Thì luôn có Thư sinh lãnh đạm nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần dù ta không thích dính đến mùi tiền. Nhưng quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Người và ta không phải thân, không phải bạn, cũng không phải bá nha tự kỳ. Vì sao ta phải vô duyên vô cớ thay người bị liên lụy? Gã lại nhài lầm bẩm nói một đống, nhưng khổ nỗi mặc nhiên là người không đọc nhiều sách. Lúc này cau mày nói, ta vừa tới không có ai đốt tiền cho ta. Thư sinh nói, không có tiền, không bán. Mặc nhiên suy nghĩ một lát, nghĩ ra chủ ý chỉ vào thái sơn vân yên đồ nói được không bán thì không bán nhưng ta đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm có thể nghe ngươi nói một chút về bức họa này không thư sinh sững sờ đổi giận thành vui ngươi muốn nghe hả mặc nhiên gật gật đầu nghe ngươi giảng cho kiến thức không cần trả tiền đúng không không cần thư sinh rất kiêu ngạo trên mặt có chút hào quang buồn cười lẫn đáng thương kiến thức không nói đến tiền nói đến tiền sẽ làm ô uế người đọc sách kể chuyện không thể dính tục khí mặc nhiên gật gật đầu thầm nghĩ xem như hắn rõ ràng vì sao tiểu sinh này chết đói rồi mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng đáng tiếc xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch nếu không thật sự sẽ cho gã một chút ngân lượng. thư sinh hứng thú bừng bừng mang bức họa trên giá đỡ xuống đổi tư thế thấp giọng lại kêu căng nói vậy ta bắt đầu nhé mắt thấy mọt sách nhỏ này đã mắc câu mặc nhiên cười nói thỉnh giáo cao kiến Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 107 Chân dung sư tôn Thư sinh nói chuyện mất hai canh giờ Chi hồ giả dã Khổng mạnh từng chu Khiến mặc nhiên choáng đầu hoa mắt nặng nề buồn ngủ nhưng phải làm ra một bộ vô cùng hứng thú cũng rất vất vả đối với việc giả vờ nghe giảng mặc nhiên có dáng vẻ rất rộng lúc đầu a à một tiếng cau mày tựa hồ không hiểu còn nghi vấn đợi đối phương giảng giải thêm một lát lại một tiếng a à, mi tâm hơi giãn tựa hồ đã hơi hiểu được dần dần lĩnh hội cuối cùng nhớ kỹ nhất định phải mở to hai mắt ánh mắt sáng rực một tiếng a à, ắt không thể thiếu muốn để người khác nói chuyện hiểu mình được hắn dạy bảo hiểu ra thể hồ quán đỉnh. Ba cái A này, hắn cũng không ít lần dùng trên khóa dạy của Sở Vãn Ninh. Đáng tiếc Sở Vãn Ninh không ăn dạng này, lạnh lùng nhìn hắn, bảo hắn ngậm miệng. Nhưng mọt sách nhỏ, đâu chịu nổi lê đãi như vậy. Giảng đến hết, hai mắt phát sáng, nhảy cẫng không thôi. Rất có ý hận gặp mặc nhiên quá muộn, không còn chút thận trọng cao ngạo. Ta hiểu rồi, mặc nhiên cười nói. Nghe người nói xong lại xem sơn thủy đồ này mới biết được sử sách đáng ngưỡng mộ, thiên kim không đổi. Nếu mọt sách nhỏ vẫn là người sống, tất nhiên mặt đỏ tới mang tai. Nhưng hiện tại gã trừ đỏ mặt ra, hưng phấn khác không hề kém. Gã cao hứng đến nỗi, hòa tay múa chân, giống như trẻ con mà cười cười. Khuôn mặt gầy tràn đầy quang mang. Lần đầu tiên mặc nhiên nhìn thấy làm quỷ mà vui vẻ như vậy. Không khác lắm, hắn đứng dậy hành lễ với đối phương nói giờ không còn sớm ta lại đi dạo xung quanh tìm nơi dừng chân nếu ngày mai tiên sinh có thời gian rảnh ta lại đến tìm ngươi thư sinh thình lình bị kêu tiên sinh càng hớn hở ra mặt nửa sợ hãi nửa cực kỳ vui mừng không 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 tiên sinh không dám nhận ta đã thi rất nhiều lần đến tú tài cũng không được ta ai mặc nhiên cười nói phẩm học cao thấp không ở lợi lộc công danh mà ở tâm thư sinh rất giật mình ngươi ngươi có thể nói ra những lời như vậy đây là sư tôn ta nói nói Thập nhân nha phong mà thôi Thư sinh nói Thập nhân nha tuệ Vậy sao? Ha ha Mặc nhiên cười gãi đầu Nhớ sai rồi Thư sinh thấy không còn sớm nữa Nghĩ hôm nay cũng không còn ai đến hỏi vẽ Liền thu dọn giỏ cháp hầu bao Nói Rảnh rỗi không có việc gì Khó gặp được người có thể nói chuyện Tuy nói Quân tử chi giao nhạt như nước Nhưng cũng coi trọng Rượu gặp chi kỷ Ngàn chén cũng ít Ta thấy Thấy gã lại bắt đầu lôi ra đống văn vẻ Mặc nhiên cười chặn lại gã nói Có phải ngươi muốn nói Ta thấy sắc trời không còn sớm Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén hay không a đúng 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 Uống rượu di tình có được không Được Mặc nhiên gật đầu Tiên sinh trả tiền Thư sinh vô ngữ Trên cái bàn nhỏ sạch bóng bày biện một đĩa lạc Vụn vặt tầm 10 viên Hai ly rượu nhỏ chỉ rót nửa chén Trong tử quán chỉ thắp một cây nến Nhỏ bé keo kiệt đốt lên Ông chủ xấu xí sau tổ lau bát Nơi này hơi tệ chút Thư sinh có vẻ hơi bất an Nhưng ta cũng chưa từng nhận được tiền giấy gì Đi qua mấy cửa hàng Nhà này không có gì kém Rất tốt Mặc nhiên cầm ly rượu lên cẩn thận nhìn Quỷ cũng ăn được sao Đều là giả giống như tế phẩm Thư sinh chép miệng ăn một hạt lạc Nhưng lạc lại không biến mất Gã nói Người xem như vậy đó Nếm được vị thôi Mặc nhiên bất động thanh xác buông ly xuống Hắn không phải người chết ăn gì đó sợ sẽ lộ ra sơ hở thư sinh rượu quá tam tuần tâm cảnh âu sầu thất bại tựa hồ tốt hơn chút hàn huyên cùng mặc nhiên một hồi gã hỏi trước đó mà công tử muốn tiểu sinh giúp vẽ một người là ý trung nhân hả mặc nhiên vội vàng xua tay không phải không phải là sư tôn của ta a à, thư sinh sững sờ ta ở âm phủ bày hàng rất nhiều năm gặp qua đều muốn vẽ mỹ nhân lại không gặp qua muốn ta vẽ sư tôn sư tôn của ngươi đối xử với ngươi rất tốt à mặc nhiên cảm thấy hổ thẹn nói tốt đặc biệt tốt khó trách thư sinh gật đầu vẽ người đó làm cái gì tìm người thư sinh lại a à một tiếng mặt lộ vẻ kinh ngạc người đó cũng ở địa phủ ừ mặc nhiên nói ta nghe nói người chết phải đợi ở nam kha hương trên 18 năm ta không yên lòng về người muốn tìm người làm bạn với người thư sinh hoàn toàn không nghi ngờ thậm chí còn có mấy phần cảm động trầm ngâm nửa ngày cuối cùng thở dài nói Khó thấy được đào lý tình thâm Được mà công tử Ta giúp ngươi Nói rồi đứng dậy đi mở dương cháp Lấy dụng cụ vẽ tranh Mặc nhiên vui mừng quá đỗi Liên tục nói lời cảm tạ với gã Lại hỏi tên gã Âm thầm ghi nhớ trong lòng Nghĩ khi về đến dương gian Nhất định phải đốt ít nhiều vàng mã cho vị huynh đệ cùng khổ này Hai người ngươi cảm hoài ta kích động Vô cùng náo nhiệt bày giấy mài mực Kết quả sau khi bắt đầu không nói được hai câu Sạc luôn Sư tôn ta, người... Tay mặc nhiên nắm thành quyền, gõ lên đầu gối mấy cái. Vẫn không rõ ra cái gì, nhẫn nhịn nửa ngày. Người này ngôn từ cằn cỗi cuối cùng xuất ra một câu. Tóm lại, người là mỹ nhân, người vẽ đi. Thư sinh nhìn hắn chằm chằm, mặc nhiên, vẽ đi. Đẹp thế nào? Không phải rất đơn giản à, chính là đẹp, hướng đẹp mà vẽ. Ta biết hướng đẹp mà vẽ nhưng... Được rồi, được rồi, ngươi nói, gương mặt người đó thế nào? gương mặt gì mặc nhiên sững sờ kinh ngạc nói mặt chính là mặt đó thư sinh có chút tức giận hạt dưa hạnh nhân trứng ngỗng ngươi phải nói một cái chứ ta cũng không biết những cái này dù sao cũng là rất tuân thư sinh vô ngữ mặc nhiên lại nói được rồi ngươi không biết thì dựa vào mặt ta mà vẽ khuôn mặt hai bọn ta không khác nhau nhiều lắm đâu thư sinh lại vô ngữ sau đó là mắt mắt gì thấy mặc nhiên muốn mở miệng chợt ngừng hắn lại bổ sung đừng nói mắt chính là mắt mặc nhiên xua tay nói ta hiểu ý ngươi mà ánh mắt của người này nói thế nào đây vừa hung vừa mị vừa lạnh lùng vừa ôn nhu thư sinh ném bút cả giận nói ta không vẽ ngươi mời cao minh khác đi đừng mà mặc nhiên vội vàng kéo gã những người khác không vẽ đẹp như ngươi thư sinh nhịn một chút nhìn hắn chằm chằm thấy mặt mũi mặc nhiên tràn đầy chân thành liền cứng rắn nói vậy ngươi nói rõ, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó. Mặc nhiên cũng ủy khuất, lòng hắn nghĩ không phải vừa rồi mình đáp rất tốt sao? Không phải là người ta hỏi cái gì hắn đáp cái đó sao? Nhưng có chuyện cầu người thì phải mềm ba phần, thế là đành phải khéo léo gật đầu. Tội nghiệp ôm chặt dẫn hồn đăng trong ngực mình. Thưa sinh nói vẫn là mắt, người đó có mắt báo, tam bạch nhãn, mắt hạnh, mắt phượng hay là... Mặc nhiên nghe mà choáng vang, lắc đầu nói mắt phùng đây chẳng phải rất nhỏ à? Không phải, mắt của người hơi trách lên. Ta cũng không biết gọi là gì. Tóm lại chính là, ấy, chính là trách lên, còn rất đẹp mắt. Đó là mắt phượng. Mặc nhiên há hốc mồm, nhưng thấy sắc mặt thư sinh không vui, thế là hậm hực ngậm miệng. Được, người nói mắt phùng thì là mắt phùng. Thư sinh hỏi tiếp, mũi cao hay thấp? Cao. Môi mỏng hay dày? Mỏng. Lông mày đậm hay nhạt? Đậm. Mày gì? mày ghê lông mày thì ta biết là mày kiếm được thư sinh vẽ thêm mấy nét hỏi lại trên mặt có nốt ruồi không mặc nhiên quay đầu nghĩ 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 đi nghĩ lại mặt lại đỏ lên ngập ngừng nói có ở đâu cạnh tay trái mặc nhiên chậm rãi nói nhỏ nhỏ một chút màu sắc rất nhạt sau đó sau đó đây là nơi trên người y càng mẫn cảm thư sinh nhíu mày sau đó không có Mặc nhiên lắc đầu như đánh trống lẳng, mặt càng đỏ hơn, không có sau đó. Thư sinh có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, may mà tia sáng ảm đạm, không nhìn thấy huyết sắc trên mặt hắn. ngòi bút thấm mực, lại hỏi, trang phục, người thích mặc y phục trắng, cổ thanh ngọc quan hoặc là bộ cao đuôi ngựa. Mặc nhiên nghĩ nghĩ bổ sung, cũng có khi hất lên, khi hất lên đặc biệt, đừng có nói dễ nhìn. Thư sinh có chút chịu không nổi, ừm vậy thì tuấn tú đi thư sinh vô ngữ rồi Thật vất vả nửa ngày cuối cùng cũng vẽ xong Mặc nhiên thổi thổi mực Dơ lên nhìn kỹ Cảm thấy dù không tuấn mỹ bằng sở vãn ninh Cũng không giống hệt y Nhưng miễn cưỡng có thể dùng Cười nói Đà tạ tiên sinh rất đẹp Ta chỉ kém vẽ phan an phạm lãi Tây tử điêu thuyền ha Mặc nhiên vui vẻ nói Đợi ta tìm được sư tôn nhất định cảm ơn ngươi cẩn thận Lại cùng thư sinh uống chút rượu Hắn huyên một hồi đợi sắc trời càng tối, trước tử quán hai người mỗi người một ngả. Mặc nhiên cất chân dung của sở vãn ninh, theo thư sinh nói. Phố thứ năm của Nam Kha Hương có một tòa nhà gọi là Thuận Phong Lâu, chuyên cho cô hồn dã quỷ mới tới nghe ngóng các loại tin tức. Hắn chuẩn bị đi xem một chút. Ngoài Thuận Phong Lâu bày bằng hiệu đỏ nhạt, trên vẽ một đồ đằng hình rắn màu đen. Mặc nhiên đẩy cửa đi vào, thấy một quầy hàng dài ngang qua trong đại sảnh. Sau quầy có mấy mấy yêu quỷ mặc áo bào đỏ đang ngồi, đều mang mặt nạ trợn mắt, thấy không rõ dung mạo thực. Đằng trước những quỷ mặt nạ này đều có cho mình một đội ngũ uốn lượn thật dài, vẻ mặt khác nhau, khác người chết sợ cầu. Đỉnh lâu lơ lửng mấy trăm ngọn nến màu trắng, ánh đèn trồng chất chiếu vào vong người chồng chất, quỷ đến quỷ đi, quả nhiên phi thường bận rộn. Tiểu sư phó, ngài có thể giúp ta điều tra xem đệ đệ của ta ở nơi nào không? Nó tên Trương Bát Nhất, người cô tô, chết lúc 21 tuổi. Có chân dung không? Không, không có Không có chân dung cũng có thể tìm Phí trả cần gấp 10 Đại ca Người đeo mặt nạ tăng hắng một cái Âm thanh thanh thúy a à, xin lỗi Hóa ra là đại muội tử Đại muội tử à Là như vậy Lúc ta chết Nâng tử nhà ta nói với ta Nàng tuyệt sẽ không tái giá Nhưng ta nhìn thấy nàng Và đệ đệ ta mắt đi mày lại rất lâu Ta chết cũng không nuốt trôi cục tức này Người có thể giúp ta tìm hiểu một chút Xem nàng ở dương gian có thật sự quy củ thủ tiết hay là đã cùng đệ đệ tốt của ta lên giường hay không trà chuyện dương gian bảng giá ghi rõ ngài nhìn trước đi làm phiền rồi kiếp trước tiểu sinh thích một vị cô nương nhưng nàng là thiên kim quý thể coi thường người đọc sách không thi đậu tiểu sinh nhát gan không dám lộ ra dấu vết đa nghi nào cho nàng sau này nàng lập gia đình tiểu sinh cũng mừng thay cho nàng anh ngờ nàng gửi gắm sai người đó lại là nam nhân đã thành thân ai về sau xảy ra biến cố nàng đi trước tiểu sinh một bước bởi vậy tiểu sinh muốn tra hai chuyện Thứ nhất chính là cô nương này hiện tại ở đâu Thứ hai là muốn muốn biết duyên phận kiếp sau của hai người bọn ta Chuyện kiếp sau muốn tìm hiểu Không lấy tiền Dùng tuổi thọ kiếp sau đổi lấy Còn cô nương ở chỗ nào Làm phiền công tử báo danh tính đưa chân dung a à, được được có chân dung ở đây Cô nương họ diêu Tên chỉ có một chữ Lan Trước mỗi quầy đầu chi chít quỷ Thân thể đã mục nát Chấp niệm lại không bỏ xuống được Mặc nhiên ôm đèn nhìn trái nhìn phải đi một vòng, phát hiện hỏi cái gì cũng có. Người thuận phong lâu lấy tiền tài hoặc là thu tuổi thọ. Hắn không có tiền, nếu để cho bọn họ thu tuổi thọ, sẽ bị phát giác ra mình là vong nhân lẫn vào âm tào địa phủ. Nhất thời lo sợ, cũng không khỏi thầm mắng hỏi tội đại sư không có não. Không biết nhét tiền giấy nguyên bảo vào túi cho mình. Nhưng nhìn bảng giá, hỏi thăm người khác cũng không mắc. Mặc nhiên quyết tâm liều mạng chạy về chỗ gần tử quán Thật vất vả đuổi kịp thư sinh kia Nói hết lời mới mượn được chút ít ngân lượng Lại trở lại thuận phong lâu Đợi nửa ngày thật vất vả mới tới lượt hắn Mặc nhiên vội vã nói Ta tìm người, đây là chân Dung Hắn đưa chân Dung sở vãn ninh cho đối phương Đang muốn nói tiếp Nào đoán được sau khi người kia nhìn xong Khẽ cười một tiếng, gặp bức tranh lại Hỏi, ngươi tìm hắn làm gì Hả, mặc nhiên khẽ giật mình Chỉ nhìn tranh người đã biết người ở đâu rồi à Đúng vậy, nhưng mà, ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi là một cố nhân của ta." Đối phương liếc mắt nhìn hắn sau đó nói, "Ngươi chờ một chút." Sau đó cúi người, thấp giọng nói nhỏ vài câu với Đồng Liêu bên cạnh, chờ hắn quay lại, ngữ khí hiền lành không ít, "Nếu là cố nhân của Sở tiên sinh, vậy thì không nhận tiền." Người kia đứng dậy, hướng hắn vẫy tay, "Ngươi theo ta lên lầu đi." <laughs> mời các bạn đón nghe phần tiếp theo bộ truyện Đam Mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh Audio kể chuyện đêm khuya vào những phần sau